Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh này với mình nhá. Mình sẽ tô con này màu tím. Cái này mình sẽ tô màu nâu. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Hẹn với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô màu xanh. Con này mình sẽ tô màu hồng ở đuôi trước.
Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Đây trước. Tiếp theo sẽ tô bụng cổ. Tiếp theo sẽ tô con hạc hồng. Màu mình sẽ tô màu đỏ. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.